Hello anh em, nãy giờ anh em đã xem rồi. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay đặc biệt một người em đã cọc xe trước cho anh. Là lúc trước là chiếc xe anh năm mấy chị em cọc 40 chai đúng không? Thì cọc xe trước cho mình để về mỗi con xe đẹp như gì. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ trước đi ha. Thì nói gì đây ta? Con xe này có quá nhiều đồ chơi rồi. Bây giờ không biết nói gì hết. Thì để anh tắt chìa khóa cái. Đó. Thì sao ta? À quên, em trai này chưa đủ 18 tuổi. Tháng 11 mình mới với em này mới ký giấy. Bây giờ chưa đủ tuổi. 202 anh em, 202 đi xe này auto ngầu. Cái gì? Vận động viên bơi lội rất là cao. Vận động viên bơi lội 18 tuổi, chưa đủ 18 tuổi. Này là đi học là chắc mấy em nữ sinh là chết ngất. Chưa đủ 18 tuổi, nãy em ra phòng công chứng nói là 1-2 ngày, 10 tháng 11 này mới ký được. Chưa đủ 18 tuổi mà đam mê mô tô rồi. Thì đó, giờ mình sẽ giới thiệu sơ sơ đồ chơi của em ha. Phát biểu vài câu cho anh em nghe coi. Con xe này em thấy ưng ạ, em thấy ưng. Xe đẹp, nhiều đồ chơi. Hối, thanh niên hay hối. Mình kêu từ từ, hối hoài. Đó, thấy sao rồi tiếp. Ưng, chung là ưng, mình biết cái gì. Có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu nha. Bạn nữ nào xem kênh mà chưa có bạn trai thì cho info cho. Rồi, thì bây giờ thì ở trong là anh đã làm hết, nãy anh nói hết cho em rồi. Những gì mà anh tặng cho em thì đã tặng rồi. Đó, thì bỏ hết trong rồi. Rồi anh cũng gửi clip, gửi hình qua cho em thấy đó. Đó, thì mấy anh em đang làm á, cho nó từ full từ A tới Z. Thì con xe này thì nó cũng khá là nhiều đồ chơi. Hầu như là gần full đó anh em. Đó, ví dụ như là con xe này là màu đen. Cà vẹt màu đen thì chủ xe đã lên ốp R6 nè. Rồi chân cái bát CNC chân gương nè. Kính chắn gió màu đen cao hơn nè, đẹp hơn nè. Rồi ở đây thì có chống đổi trước nè ha. Chống đổi trước carbon, rồi ốc titan, rồi đèn trợ sáng nhiều chế độ. Đây mở cho anh em xem. Đó thấy không? Nè, tắt nè, mở nè, tắt nè, mở nè, tắt nè, mở nè, tắt nè, mở nè. Đó. Rồi tiếp theo là xi nhan. Đó, xi nhan mũi tên. Rồi. Ok, thì tiếp đó thì gồm tay thắng nè. Đó, bình dầu nè, quay gần đây cho anh em xem. Đó, tay thắng bình dầu nè. Đó. Tay côn nè, rất là nhẹ luôn. Em thấy rất là nhẹ đúng không em? Đó, rồi tiếp theo là có cái bô độ nè. Cái này đọc coi, cái bô gì, đọc coi. AKR1. Hồi nãy nói sao, thấy cái bô là thấy sao? Thích chưa? Thích à? Ok. Bây giờ cho anh em nghe tiếng bô cái ha. Khai mạc đi. Rồi. Giờ nó bơm nhớt lên xíu. Khai mạc. Ừ nè. Trời ơi, đẹp trai cao ráo mà đẹp như 3D. Đó, thấy được không? Ổn. Rồi ở phía sau là có bóp bảng số nè, CNC nè ha. Rồi trắng bùng nè ha.
rồi bình bình dầu RCB. RCB là ruồi con bò hả? Racing boy, Racing boy đó, cái gì đó. Mọi thứ á, dầu á là Minh đã là làm vệ sinh dầu, là châm dầu mới vô full hết luôn nha anh em. Chỉ là em này chỉ về là chỉ chạy thôi, về là chỉ bắt đầu dở đầu thôi, đúng không? Tuổi trẻ là mình phải giải quyết rồi đó, thì không có cái gì để nói nữa. Titan, Titan quá đẹp rồi, bóng như ngọc này, đâu cái này đen như gì đen thui tù lùi đó, rất là đẹp rồi. Giờ mình còn đâu còn gì để nói đó hả, đâu còn gì để nói thì sao nhắn nhủ với mọi người gì đó thì nhắn nhủ đi. Tại vì hôm bữa nói chuyện với Minh á là anh Minh ơi, em mua xe của anh phải quay clip nha, anh em giao lưu. Rồi ok, giao lưu là cho giao lưu cho đã luôn. Hả? Sao hôm bữa nói hay không ạ? Ngại. Hôm bữa nói hay lắm anh em, bữa nay là ngại. Rồi thì ok, ở này giờ chỉ đi thôi chứ đâu còn làm gì đâu. Rồi quay vòng cho anh em xem xe nữa. Anh bị ngại anh em. Lúc đầu là lên mình là cọc tiền rồi, phải quay clip với em nha. Rồi xong bây giờ ngại, quá đẹp. Mọi thứ là mình đã rửa từ trong ra ngoài hết đó. Không có gì để chơi nữa, thấy khá là ưng á đó. Xuất sắc. Ốp đầu rồi sáu này nhỉnh gọn ha. Em về em muốn gia cố nó thì em dán keo thêm nha, mà anh thấy vậy là được rồi đó. Thấy vậy cứng rồi, nó dán keo thôi, mình không thích thì mình rột đó. Cái này dán keo mà, chứ đâu có bắt ốc đâu, bắt ốc nó không mất zin. Từ mâm thắng đĩa đi phải biết giữ, em phải biết giữ nha. Vệ sinh xe, rửa xe rồi chăm chút cho nó thì nó sẽ đẹp hoài, còn mà em đi mà em phá thì nó sẽ xấu thôi đó. Thì nhớt thì anh đã dặn hết rồi, nhớt mới rồi đó, nước mát thì còn lâu đó, anh thay rồi, nó còn lâu lắm mới thay lại, rất là tuyệt vời. Biết mở bình xăng chưa? Lâu quá mà anh mới mở lại R15, ấn xuống cầm cái này giùm anh. Lâu mới mở lại R15. Đây, kéo quá phẳng. Nó hả rồi, ấn rồi. Rồi, đè xuống nha. Không, đơn giản thôi, ra đổ. Xe mới mà, đổ đầy bình. Đầy bình. Ok. Ủa em gốc ở đâu ta? À, Ninh Bình. Ninh Bình. Giờ em đang ở Lâm Đồng. À, Lâm Đồng, Ninh Bình. Anh chưa ra đó bao giờ hết. Rồi thì bây giờ bên xe xuống em về luôn đó. Rồi cảm ơn em ha, cảm ơn em đã tin tưởng anh em. Thì đó, hỏi thiệt chứ qua cọc tiền tìm được con xe này thấy nó sao, đáng đồng tiền không? Đáng đồng tiền đúng không? Nhưng mà bây giờ cái quan trọng phía sau là mình phải biết giữ, tức là chạy xe bớt rà con. Nói chung là khi em mua chiếc xe cơ bản nó đẹp lại rồi, đẹp vậy rồi đó, đẹp như vậy rồi mình phải giữ nữa, mình tút cho nó nữa thì nó đẹp hơn nữa, chứ đừng có mà phá quá thì nó xấu đó. Mình đi con xe đẹp người ta sẽ đánh giá mình chứ. Thằng này gọn gàng, biết giữ gìn, ok, thích, like. Cái này là anh đã xịt dưỡng hết toàn bộ luôn á, có nghĩa là anh dưỡng vàng nhựa, dưỡng hết cho em luôn á, dưỡng lớp rồi nè, thấy không, lớp không tươi không, dưỡng hết toàn bộ cho em. Về đi thôi. Giờ nói chung là anh muốn cho anh em mua con xe cũ nhưng mà cái cảm giác nó cũng phải mới mới, chứ không phải cũ là nó cũ mềm, cũ gớm, hiểu không? Nghe mang cái tiếng cũ, người ta khi người Việt Nam nghe tới cũ là người ta nghĩ là xe nó sử dụng rồi, nó chán chê rồi. Nhưng mà đối với anh, mua xe cũ, chiếc xe nó phải kiểu như hơi keng keng xíu, cũng phải chất chất xíu, ví dụ giày đúng hạn, nó bóng đen. À, rồi bên xuống, em dỡ cái bên lên, anh dịnh xe. Dỡ cái cây đó lại ra, đó cái cây đó dỡ lên đó. Biết gì hồi đó anh cũng đi bơi giống em rồi. Nó để cao 1m8 chứ có 1m7 à. Bơi, em bơi nữa là lên 1m8 á. Tại em còn trẻ, em 18 tuổi. Nói thiệt mọi người, tuổi Minh còn nhỏ lắm, cũng hai mấy rồi. 34 rồi nè, 6 tuổi. Rồi. Thấy không? Xe rất là nhẹ. Khi mà anh giao xe á,
là chiếc xe hoàn hảo nhất có thể đó, rất là ok, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. À quên chứ, à, bây giờ chào anh em xong anh em mình chụp tấm hình để làm hình thumbnail. Rồi, bye bye anh em. Ok. Anh em thấy không, đem ra ngoài sáng nó còn đẹp hơn nữa. Đẹp, bóng quay vòng ra anh em, vòng cuối cùng rồi về. Rồi.